Đối với cái phần vai giữa thân và tay thì các bạn sẽ thực hiện như thế này để mình không cần phải may ráp. Ví dụ như ở đây là tớ lấy 2 mảnh thôi nhá. Còn các bạn sẽ phải thực hiện đối với 5 mảnh. Các bạn sẽ dồn hết 5 mảnh lên trên một kim. Tại vì là cái kim của mình nó sẽ bị hạn chế, nó dài lắm thì cũng khoảng 80 cm, nên là các bạn phải dồn hơi chặt vào như thế này nhá. Tức là mình cứ dồn làm sao để đủ 5 mảnh trên một kim là được, bởi vì áo người lớn á, số mũi nó hơi nhiều. Áo trẻ con thì mình đan nó thoải mái rồi. Như vậy thì tớ ví dụ như ở đây là tớ có 5 mảnh nha, 2 mảnh này. Thì cái cách thực hiện ở tất cả các mảnh nó giống nhau mà. Như vậy các bạn sẽ dồn vào theo thứ tự như sau. Thân trước này, mảnh này là mảnh thân trước. Thân trước, sau đấy là tới mảnh tay. Mảnh tay nhá. Sau đấy tiếp tục tới thân sau, rồi tới tay, rồi tới thân trước. Đấy, 5 mảnh như vậy. Và các bạn sẽ thực hiện chiết nách như sau. Ở đây tớ sẽ hướng dẫn các bạn chiết theo công thức là 4 hàng, chiết 2 mũi và lặp lại. Như vậy 18 lần. Như vậy thì cứ 4 hàng thì mình sẽ thực hiện chiết 2 mũi nhé. Tớ sẽ sử dụng một cái len khác cho nó. Tớ đan trơn thôi cho nó nhanh. Còn khi mà các bạn đan thì các bạn sẽ vẫn đan họa tiết bình thường. Các bạn đan họa tiết bình thường từ chỗ thân trước vào cho tới khi mà còn cách thân trước 5 mũi. Đấy nhá, đây là cái thân trước này. Còn lại 5 mũi thì mình sẽ sử dụng một kim hai đầu hoặc là kim vạn thần để mình lấy mũi này ra. Lấy 2 mũi ra nhá. Sau đấy các bạn đặt lên phía trước. Đặt lên phía trước này. Đan nhập 2 mũi này lại. Đan nhập lại nhá. Đan nhập 2 mũi này. Như vậy là mình đã chiết đi 2 mũi. Sau đấy mũi này, cái mũi này gọi là mũi sống này. Cái mũi ở ngoài đây là không bao giờ mình chiết, bao giờ nó cũng sẽ dư ra một mũi đây. Đấy, như vậy là mình đã chiết được ở thân trước một bên này. Các bạn đan tiếp, chỗ này mình đan nhập vào luôn. Ở đây là một mũi xuống. Sau đấy 4 mũi mình cũng sẽ lấy ra 2 mũi, nhưng mà lần này mình sẽ đặt kim ra phía sau. Đặt kim ra sau nhá. Các bạn đan nhập mũi, một mũi ở kim bên này, một mũi ở kim bên này. Đan nhập vào. Theo. Như vậy thì ở nách, ở vai thì các bạn sẽ đan tất cả các công thức nó giống nhau hết. Đan như thế này thì mình sẽ nhập được luôn phần vai và phần thân áo vào, không cần phải may nữa. Sau đấy các bạn tiếp tục đan. Đan họa tiết nhá, tiếp tục vẫn đan họa tiết. Họa tiết của mình đang là gì, mình vẫn tiếp tục đan như vậy. Các bạn đan đến đây là phần phần tay. Phần tay này. 2 4 5. 2 4 5, còn lại phần tay này thì mình lại tiếp tục thực hiện giống như ở chỗ này. Đấy, các bạn cứ thực hiện như vậy cho tới cái thân trước, thì cái phần ngoài cùng của thân trước mình không chiết, mình để nguyên thì mình cứ đan tới. Còn cái phần này là tiếp tục của phần tay này. Thì mình lại chiết đặt ra trước. Sau đấy các bạn thực hiện giống như ở chỗ này tớ mới thực hiện nhá. Và cái phần ở cái mảnh tiếp theo thì các bạn thực hiện giống như ở chỗ này. Đấy, như vậy các bạn thực hiện như vậy cho tới hết. Ở đây thì tớ nói như vậy là các bạn có thể hình dung ra rồi. Ở đây tớ không thực hiện nhập vào nữa. Coi như đây là phần
phần cuối cùng của thân trước đi, tức là các cái mũi cuối cùng của thân trước thì chỗ này mình sẽ không nhập, à, mình sẽ không không chiết, ta thẳng đây. Tiếp theo các bạn lưu ý nhé, là nếu như mà cái phần cổ của mình, mà cổ ở thân trước ấy, phần cổ đây này, nếu mà nó chiết mà khoảng 17 mũi mà còn chưa tới chỗ chiết vai á, thì các bạn tiếp tục chiết cho đủ cái độ rộng của cổ nhé. Tiếp theo, cái hàng tiếp theo thì các bạn đan bình thường. Các bạn đan họa tiết chỗ nào là vặn thừng thì vẫn, à, chỗ nào là mũi lên thì mình đan lên, chỗ nào mũi xuống mình đan xuống nhé. Các bạn đan như vậy cho tới hết. Mặt trái các bạn vừa đan như vậy thì là mình sẽ tính một hàng. Tiếp theo mặt phải các bạn lại tiếp tục đan. Đây là tính được hàng này là hàng thứ hai nhé. Đến hàng thứ 4 thì mình lại thực hiện giống như ban này, ban nãy. Đấy, như vậy các bạn vẫn cứ đan họa tiết cho tới hàng thứ thứ 4 thì mình lại tiếp tục chiết. Sau khi mà đan từ đến hàng thứ 4 nhá. Đến hàng thứ 4 từ lúc mà mình chiết ấy thì mình sẽ bắt đầu quay lại mặt phải này, thì mình sẽ thực hiện chiết tiếp. Như vậy thì các bạn lưu ý ở đây là hai cái mũi này này, hai mũi này nhá, hai mũi này sẽ được gọi là hai mũi sống này. Thì mình từ cái mũi này mình đếm vào còn 5 mũi thì mình sẽ thực hiện chiết như ban nãy, lấy hai mũi ra đặt lên trên. Sau đấy mình đan nhập lại. Tiếp tục nhé. Mình đan nhập lại rồi. Được một mũi. Tiếp sang bên này, một mũi này. Đan hai cái mũi sống này mình đan mũi xuống bình thường. Tiếp theo mình sẽ lấy hai mũi ra, chiết hai mà đặt ra phía sau. Đấy, như vậy thì cái chỗ giáp ranh giữa thân áo và vai áo mình sẽ thực hiện như vậy. Đấy, bây giờ là nó liền rồi nhá, tức là cái vai áo của mình với cái thân áo là nó liền nhau, không phải may nữa. Các bạn cứ thực hiện như vậy cho tới hết. Đấy, bây giờ mình nhìn thấy rõ hơn này, các cái mũi này nó đối xứng với nhau, nó chụm vào, vậy thì sẽ đẹp hơn. Như vậy sau khi mà đấy thì mình sau khi hoàn thành phần vai thì mình chỉ cần may các cái đường biên ở bên dưới thôi, còn phần ở giữa này mình không cần may nữa. Tiếp tục đan phần họa tiết nhé. Họa tiết đa của áo đang là gì thì mình tiếp tục đan như vậy cho tới hết. Các bạn thực hiện như vậy, cứ thực hiện lặp lại như vậy khoảng 18 tới 20 lần. Đây này, các bạn nhìn rõ chưa? Đấy, như vậy thì các cái chỗ này nó sẽ đối xứng vào với nhau rất là đẹp. Các bạn thực hiện như vậy khoảng 18 20 lần thì các bạn sẽ thực hiện gầy mũi lên để đan nẹp áo.